Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
súng là mùa hốt mắm. Mỗi năm đến hẹn lại lên, mình gặp nhau chỉ một lần. Cùng về với cội nguồn tổ tiên, dùng đất thiêng liêng rạng ngời trang túng kiệt, dành làm thắng cảnh tuyệt vời. Dẫu chúng mình cách núi ngăn sông, nhưng chung dòng cha mẹ lạc lòng. Em nhớ không, thôi xưa ngày chia biệt, 50 con xuống tận biển đông, 50 con vượt lên non ngàn. Dẫu muôn vàng nhớ thương, anh vẫn biết đời lính nhiều cơ cực. Khi sông lặng gió êm, hay lúc trời dần vô nói cơn ba đầu, thì các em vẫn phải tuần tra. Mỗi lúc mỗi nơi trên mặt biển rộng, ngăn chặn mưu đồ xâm lược. Còn ngoài vang luôn toàn tính đêm ngày, làm sao đứa em ruột thịt, mỗi lần gặp lại càng mến thương nhau. Anh luôn nhớ những chuyến công gian dội, và luôn dõi mắt theo từng chân. Nãy giờ anh cứ mãi đồng viên em, mà khiêm nhường chuyện của anh. Nào là những sát cánh bên nhau phát huy tình đồng đội, nghe hai tiếng đồng đội lòng cảm thấy nào nào. Buồn làm sao khi kẻ mất